Hello mọi người, trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về perspective, phối cảnh, tức là cái quy luật xa gần trong không gian, cách làm cho cái bức tranh của mình nó có chiều sâu hơn. Về cơ bản, khi các bạn nhìn vào những cái cửa sổ này chẳng hạn, thì các bạn thấy là cái kích thước của nó càng xa chúng ta nó càng nhỏ dần đi. Và thực ra tất cả mọi thứ trong bức tranh này nó đều như vậy, và vì thế nó có cảm giác như đang bị hút về một điểm vậy. Trong khi trên thực tế thì cái kích thước của chúng nó thực ra đều bằng nhau đúng không? Tại không ai đi xây cửa sổ nhỏ dần đi cả. Cái lý do cho việc này thì đó là bởi vì mắt chúng ta ấy sẽ nhìn những cái gần mình to hơn và những cái ở xa nó nhỏ dần đi. Các bạn thể thử đặt tay trước mặt mình và sau đặt tay xa xa là sẽ biết được cái điều đấy. Và ở đây thì mình có thể suy ra được cái đường tầm mắt ấy, tức là đường chân trời. Nó nằm ở khoảng cái này. Và cái điểm tụ nó ở trên đó. Và tất cả những cái đường này nó đều hướng về cái điểm tụ này. Đây chính là cái phối cảnh một điểm tụ, là cái dạng phối cảnh đơn giản nhất. Cái dạng thứ hai đó là phối cảnh hai điểm tụ. Thì như tên gọi, chúng ta sẽ vẫn có đường chân trời, vẫn có điểm tụ nhưng mà sẽ có hai cái, và thường nó sẽ nằm ngoài cái bức tranh. Tại vì nếu như mà đặt ở trong cùng bức tranh ấy, thì nó sẽ trông hơi bị xấu một tí. Thì ở đây những cái đường thẳng đứng nó sẽ giữ nguyên và tất cả những cái mặt kia nó sẽ được hướng về hai điểm. Thì cái tòa nhà nó kiểu là một khối, nó khá là dễ nhìn ra. Nhưng mà thực ra trên thực tế thì phần lớn mọi thứ đều áp dụng cái phối cảnh hai điểm tụ này. Như trong cái xe này chẳng hạn, bạn thấy hai đường này hướng về một điểm tụ phía bên phải này, hai đường kia hướng về một cái điểm tụ ở phía bên trái. Và cái phối cảnh này nó làm cho cái mặt gần mình nhất có cái cảm giác là nó 3D hơn ý, nó sẽ gần mình hơn và cái kia nó sẽ xa hơn. Ở phối cảnh 3 điểm tụ thì nó tạo một cái cảm giác đó là con người đang ngước nhìn lên hoặc là nhìn xuống một cái đồ vật nào đó. Ở đây thì các bạn thể thấy là mình có cái cảm giác mình đang ngước nhìn lên cái tháp Big Ben này đúng không? Và tất cả các điểm tụ này đều ở khá là xa ngoài cái khung hình này. Nhưng mà nếu như mà nối các cái đường này lại thì các bạn vẫn có thể suy ra được. Tại vì tất cả cái đường này bao giờ nó sẽ quy về cái điểm tụ của nó. Mặt bên trái thì quy về điểm tụ bên trái, mặt bên phải quy về điểm tụ bên phải. Và có thêm một cái đường ở đằng trên nữa. Đó, và nó tạo cảm giác mà người đang ngước nhìn lên trên nó. Bây giờ mình sẽ đến với cách vẽ nhở. Kiểu với cảnh một điểm tụ ấy, thì tất cả những cái đường ngang và đường thẳng đứng sẽ giữ nguyên. Đó, các bạn thấy là mình vẽ một cái hình chữ nhật luôn, kiểu tất cả mọi thứ đều vuông góc với nhau. Và bốn đỉnh này mình sẽ nối về cái điểm tụ. Xong rồi phần vẽ, cái đường ngang kia nó vẫn giữ nguyên này, đường thẳng đứng vẫn giữ nguyên. Các bạn thì vẽ cả những cái mà không nhìn thấy để mà hiểu hơn về cái khối này. Đó, và chúng ta đã có một cái khối hộp nhìn khá là 3D đúng không? Tương tự như vậy, khi mà vẽ một cái khối hộp bên này chẳng hạn, thẳng đứng giữ nguyên và bốn đỉnh nối về cái điểm tụ. Cái này các bạn nên thực hành chứ nhìn thì nó cũng sẽ hơi rắc rối một tí, nhưng khi thực hành các bạn sẽ hiểu được hơn. Ngay cả những cái hình như hình tam giác này thì cũng có thể áp dụng cái quy tắc như vậy. Thay vì nối 4 đỉnh thì chúng ta chỉ nối 3 đỉnh lại thôi. Các bạn có thể vẽ những cái khối trụ ấy, nối vào cái gần cạnh như này. Sẽ có một cái khối trụ khá là 3D. Ở khối cảnh 2 điểm tụ thì tất cả những cái đường thẳng đứng nó sẽ giữ nguyên. Và những cái đường ở hai mặt ấy, ở mặt bên trái thì nó sẽ hướng về điểm tụ phía bên trái, và mặt bên phải sẽ hướng về điểm tụ phía bên phải. Ở khối cảnh 3 điểm tụ thì nó sẽ khó hơn một chút. Về cơ bản thì nó khá là giống với hai điểm tụ ấy, nhưng mà tất cả những cái đường thẳng đứng nó sẽ không thẳng đứng nữa mà nó sẽ lại hút về cái điểm ở phía trên.
top, những cái đường thẳng đứng này hút về điểm phía trên này, bên trái gì về bên điểm bên trái, bên phải về điểm bên phải, khá là dễ đúng không? Và hãy cố gắng luyện tập khá là nhiều về những cái này trước để các bạn thì quen tay ý. Và rồi dần dần thì các bạn có thể không cần cái đường hướng dẫn này và cũng không cần phải kể quá là chi tiết nữa mà có thể vẽ được bằng trí tưởng tượng ấy. Được. Thì đến lúc đấy mình sẽ có thể áp dụng nó một cách hiệu quả nhất. Thậm chí có thể nâng độ khó ấy, ghép nhiều khối lại cho nó khó hơn. Thì dần dần bạn thấy vẽ một khối theo trí tưởng tượng như thế này khi mà đã quen tay rồi. Và ngoài ra ấy, thì mình cũng có muốn giới thiệu một vài cái quy tắc khác để nó hơi nâng cao hơn một chút. Ví dụ như trong cái khối hôm nay chẳng hạn. Bình thường khi mà muốn một cái mặt nào đó mà các bạn muốn chia đôi ra thì chỉ phải chia đôi ra thôi đúng không? Thế nhưng mà khi mà áp dụng một, để mà chia đôi một cái mặt trong phối cảnh ấy, thì các bạn cần phải lấy hai đường chéo và lấy cái tâm của nó. Sau đó thì chia ra thì mới ra được cái đường ở giữa. Và khi biết cái đường ở giữa này thì các bạn thể thêm những cái gì đấy nó có tính đối xứng ấy, hoặc là cần phải đặt phía trên ngay chính giữa ấy. Cái thứ hai đó là những cái đường kiểu đường tròn hoặc đường elip ấy. Khi mà vẽ phẳng đúng không thì nó sẽ trông như thế này, nhưng mà khi mà đã có phối cảnh vào rồi ấy, thì nó cũng sẽ phải ôm theo cái đường chữ nhật như thế này, thì nó sẽ không còn là một cái hình tròn nữa mà nó sẽ thành một hình elip và nó sẽ hơi méo một tí tùy theo cái mặt mà các bạn vẽ nó trên. Ví dụ như đây chẳng hạn, mình sẽ thử vẽ một cái bánh xe thì các bạn thấy là nó sẽ hơi bẹp ý, kiểu theo cái đường của cái mặt này. Thế nên thông thường khi mà vẽ những cái hình như thế này thì các bạn có thể vẽ khối hộp trước, sau đó từ đó bắt đầu suy ra những hình khác. Thường thì khi mà vẽ được phối hộp là sẽ vẽ được kiểu tất cả mọi thứ luôn ấy. Chỉ việc cắt hoặc là chia đôi hoặc là thêm những cái đường tròn kiểu dạng như này, có thể vẽ được gần như mọi thứ. Mình sẽ thử áp dụng để mà vẽ một cái xe. Cái bánh xe ở đằng sau này nó sẽ phải nhỏ hơn cái bánh xe ở đằng trước. Cái bánh xe ở đằng sau vì bên phải kia nó cũng sẽ phải nhỏ hơn cái bánh xe ở giữa này. Tại vì cái chỗ đây nó là chỗ gần mình nhất cho nên nó sẽ to nhất. Thực ra còn một cái bánh xe nữa ở đằng sau nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy nó. Nó vẽ một cái đường elip ôm theo cái khối, ôm theo cái khối hộp này. Bên kia như vậy. Thì mình biết là cái này nó nhiều khi nó hơi chán một tí, nhưng mà khi các bạn có thể hiểu được rồi ấy, và áp dụng với tất cả mọi thứ các bạn vẽ thì dần dần các bạn sẽ thấy đó là thực ra tất cả mọi thứ đều theo quy luật này cả. Và để mà vẽ cái gì đó mà nó có cảm giác 3D ấy, chúng ta lúc nào cũng phải sẽ phải dùng đến cái này, cho dù là vẽ người hay vẽ cảnh hay là vẽ động vật ấy.